là đi cắm trại nha cả nhà, nhưng mà không có phải là dựng cái trại lên. Đây là mình đi mướn một cái căn nhà và mình tụ tập chơi ở đó mấy ngày. Mình đi làm 2 đêm 3 ngày đó cả nhà. Thì đồ ăn rất là nhiều, mọi người bên tập kia không có chỗ để và để đem lại cho mình, và chất lên cái xe là đầy, gọi là nó nghẹt cái xe luôn đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi nha. Thì từ nhà của mình đi tới đó là khoảng gần 3 tiếng đó cả nhà. Thì cái này là tự ai cái ngày từ đầu tiên đi thì tự ai nấy đi, tại vì còn công việc làm nữa, không có đi chung được, nên là tụi mình đã đi hơi trễ. Thì mình tới đây thì đã tối rồi, nó đã xuống rồi, mình không có quay được. Hôm nay là buổi sáng thấy gia thấy quay cái nhà này là cái nhà này là nó có là 8 phòng, cái phòng nhỏ nhỏ không mà cả nhà, tại vì bữa nay mình đi tới hình như 7 gia đình lận ở cả nhà. Thì chủ yếu đi cho mấy đứa nhỏ nó chơi, là tổng cộng hình như là 15 đứa nhỏ đó cả nhà, rất là đông nít. Nói chung là mình đi chủ yếu cho mấy đứa con của mình, mấy đứa nít nó chơi cho vui thôi, chứ người lớn thì cũng tụ tập ăn uống thôi, chứ cũng không có làm gì nhiều. Thì cái mùa dịch này á, thì mình không có đi đâu ra ngoài chơi được, thì mình chỉ có đi những cái mình mướn những cái căn nhà này và mình cho con nít nó chơi, nó quay quần và nó thoải mái đó cả nhà. Thì tụi mình đã mướn một cái căn nhà này và tới đây và tụ tập chơi ở trong này. Thì hồi tối thấy tới đây là đã tối rồi nên không có quay được cho cả nhà xem. Hôm nay là buổi sáng, mọi người đang có chuẩn bị đi một cái gọi là một cái sông á cả nhà. Thì để cho nít nó chơi, nó tắm sông cho vui. Thì video tiếp theo Thái sẽ quay cái cảnh những đứa nhỏ nó tắm sông thật là vui cho cả nhà xem. Còn đây là ở trong nhà, Thái sẽ quay cái cảnh cái nhà này mình mướn ở trong này. Thì cái nhà này thì nó cũng không có gọi là nó lớn lắm, tại vì nó cái phòng nó chia ra những cái phòng nhỏ nhỏ. Một cái phòng thì có cái phòng thì 2 giường nhỏ, có phòng thì giường tầng, có phòng thì giường lớn, thì theo đó cả nhà. Thì mọi người đã tới và mỗi người đã có một cái giấy dán đằng trước và cái tên của mình ở trong cái phòng đó, cho khỏi bị lộn, tại vì cái cửa nào cũng giống cái cửa nào đó. Mọi người đã tới đây rồi hết rồi, bây giờ đã sáng và chuẩn bị để đi chơi. Thì tụi mình đi đi rất là vui nha cả nhà. Thì mọi người đem karaoke theo và hát cùng nhau, chơi cùng nhau. Ca sĩ nè cả nhà thích hát lắm đó. Rồi còn đây là một cảnh này, mọi người đã tụ tập ở ngoài và đã nướng thịt để ăn cùng nhau. Thì hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà coi chút xíu và mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng những cái đồ ăn của tụi mình nha. Đang làm gì đó? Video. Quay phim. Cái này hấp dẫn quá ha. Anh ấy con thấy đẹp thôi. Là taco làm taco ha. Đấy, có bánh nướng. Rồi bỏ vô hả? Bỏ vô kẹp lại anh. Như bên này như người Mỹ. Cái này nhìn đẹp ha. Đây taco hả? Đâu chị ăn sao đâu, bỏ vô cho em cái rồi. Để em làm chứ. Ai vừa cái rổ cái bát đâu? Ăn đĩa hay em bát? Ăn đĩa nhá. Biết ăn gì đâu. Ăn cái này heo thì nó đậm béo được đó. Đây nữa này, thịt gà này. Cái này là chip chứ taco. Ăn được hết gì? Ăn được cả chi nữa rồi. Ăn được hết. Ướt con. Phừng chút rồi. Từ miếng hả?
Có hai sót, thì ăn sót gì? Ăn sót lại là ở sân này hay sân này? Cái này đi. Còn cái này, còn cái này, cái đấy ăn taco ăn không? Taco là sao nữa? Còn cái này là sao? Cái bánh bánh ấy. Chứ không phải cái này múc vô đây hả? Không, cái này khó ơi. Làm cho cô cái taco con. Có làm cho cô cái taco. Mẹ sai cơ mà con lại lắc đầu. No, no fair. Ngủ nhiều không? Ừ, nhà kia ngủ nhiều. Nhà kia ngủ hả? Ít thôi chị, rồi. Thái nhà kia ngủ hả? Ngủ rồi, ngủ hết rồi. Nhà ngủ nhiều. Ăn bò hơn kìa. Đây là bò, bò. Đây là kìa. Ăn ăn bò đi. Ăn bò là phải lết á. Muốn lết thì lết. Ủa cơm gà ngon đấy chưa? Yeah. Anh ăn thịt gà này, ngon này. Cho thằng boy. Ít thôi nó không ăn gì đâu. Yeah. No, có đâu phải thôi con. Cái đồ ăn quá phá. You cut it, you gonna eat it, right? Con biết cut không? Con cắt là con phải ăn nha, đồ ăn không được phá, ok? Hai thái luôn đi. À. Bình thường nó còn có cả là thơm cơ, ăn thơm ngon hơn. Cái sốt này nè. Muốn bỏ thôi, sốt thì sốt. Ơi sốt chua chua ấy. Mày ăn hai cái nên cho mỗi cái một sốt đi. Ờ, cho mỗi cái sốt. Ăn này nó hơi dơ ấy, kiểu như nem ấy xong rồi bột lên này. Dạ. Yeah. Rồi. Kẹp nó vô. Thank you. Mình ăn cái. Bắt này phải hâm lên đi em ra đây đâu ăn được. Chắc bỏ lên nướng quá. Vừa nướng thịt mà có ca sĩ hát nữa không?
rồi